Thưa quý vị và các bạn, lấy mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm gần đây, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất thâm canh cây màu, cây lương thực. Từ đó, nâng cao giá trị sản xuất, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đồng thời đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các địa phương đã thúc đẩy tiến độ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thông qua việc dịch chuyển cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích những loại cây có giá trị kinh tế cao, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Huyện đã thu hút được 20 doanh nghiệp vào liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân trên tổng diện tích sản xuất khoảng 650 hectare. Xã Thiệu Lý là địa phương luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới của huyện Thiệu Hóa. Để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị cây trồng, những năm gần đây, Đảng bộ xã Thiệu Lý đã chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp địa phương hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình, thực hiện đổi điền dồn thửa, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn gần 50 hectare, liên kết sản xuất khảo nghiệm một số giống lúa thuần, lúa lai mới, chất lượng cao và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Mặc dù diễn biến thời tiết những năm gần đây không mấy thuận lợi, đặc biệt vụ mùa vừa qua, nhiều diện tích chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của ngành nông nghiệp huyện Thiệu Hóa và được cán bộ của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nên hầu hết diện tích sản xuất liên kết bằng giống lúa thuần chất lượng cao DC2 và BTR279 đều cho năng suất sản lượng cao. Đến bây giờ thì báo cáo ông chí là cũng đã đến ngày thu hoạch rồi. Qua quá trình thực tế trên đồng ruộng thì chúng tôi dự kiến về cái bệnh khô vằn là đỏ, đục thân đỏ mà kháng rời, ngay như mấy nhà xung quanh là người ta làm quy năm là rời, những cái ruộng này tôi vẫn sạch, vẫn chỉ là rất sạch. Dự kiến năng suất cho cái vụ mùa năm 2018 này chắc chắn là được khoảng 60 tạ đến 2 tạ. So với các giống lúa thơm khác, giống lúa thuần khác thì cái giống này rất chỉ là vượt trội. Việc liên kết sản xuất lúa chất lượng cao và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân đang là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giảm được đáng kể chi phí đầu vào mà còn giúp bà con nông dân tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp, đặc biệt là nâng cao được giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Vì vậy, bà con rất phấn khởi, hăng hái tham gia vào chuỗi giá trị. Nhờ nâng cao giá trị sản xuất nên thu nhập bình quân đầu người của xã Thiệu Lý năm 2017 đạt gần 35 triệu đồng. Xã cũng đã về đích nông thôn mới từ cuối năm 2016. Sau khi mà xã Thiệu Lý hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia, thì định hướng của xã trong những năm tiếp theo về phát triển kinh tế thì xã đã phối hợp với các công ty giống của Thái Bình, công ty giống Thanh Hóa để thực hiện cái mô hình giống cùng một trà, cùng một loại giống và cùng một vùng để tăng cái thu nhập cho người dân. Thứ hai về lao động thì xã tiếp tục định hướng cho con em để tham gia cái xuất khẩu lao động của các nước và tạo được cái nguồn thu và tăng cái giá trị thu nhập bình quân đầu người. Tiếp tục thực hiện cái nông thôn mới nâng cao vào năm 2019. Không chỉ ở Thiệu Lý mà việc liên kết nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp đã lan tỏa đến nhiều địa phương trong huyện Thiệu Hóa như Thiệu Thành, Thiệu Tiến, Thiệu Hợp. Đặc biệt, thời gian qua, được sự chỉ đạo của huyện, thị trấn Vạn Hà đã vận động nông dân ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên 130 hectare, sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ chất lượng cao. Theo hợp đồng, nông dân thị trấn Vạn Hà ký giao đất cho công ty với thời hạn 20 năm và sau 5 năm, công ty ký lại với nông dân một lần. Theo đó, mỗi một vụ sản xuất, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn chi trả cho nông dân 230 kg thóc trên một sào. Bên cạnh đó, công ty cũng tiếp nhận và ký hợp đồng với một bộ phận nông dân cho thuê ruộng để làm công nhân lâu dài cho công ty. Sau hơn 2 năm bàn giao đất, phương thức chuyển đổi này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nông dân mà còn giúp doanh nghiệp đa dạng hóa sản xuất kinh doanh, nâng cao doanh thu. Vì vậy, hiện nay,
nhiều nông dân ở thị trấn Vạn Hà đang có nguyện vọng được tham gia hợp đồng với công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Tôi nghĩ rằng là cái mô hình này thật sự là có hiệu quả rồi. Tất nhiên là với một cái diện tích của công ty thì 130 ha. Thì mong rằng là tới đây thì công ty cùng với bà con nông dân tiếp tục mở rộng thêm cái cánh đồng mẫu lớn. Bà con nông dân tiếp tục cho công ty thuê đất và đi làm công cho công ty. Thứ hai nữa là nhà nước tiếp tục có các cái chủ trương chính sách để rồi hỗ trợ cùng với công ty, cùng với nông dân trong cái quá trình tổ chức sản xuất. Đặc biệt nhất là một số các cái hệ thống đường, mương và một số các cái cơ chính sách nữa để tạo điều kiện cho công ty. Chính từ sự năng động tích cực trong việc thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, nên năng suất lúa trung bình cả năm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa những năm gần đây đạt trên 65 tạ một hecta, giá trị thu nhập trên một hecta canh tác đạt gần 95 triệu đồng. Cùng với việc thâm canh cây màu, cây lương thực, thời gian qua, huyện Thiệu Hóa cũng tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng đa con, đa canh. Hiện nay, toàn huyện có 256 trang trại, gia trại, trong đó có 38 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới. Với chủ trương đưa ngành chăn nuôi trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, những năm gần đây, phong trào chăn nuôi trên địa bàn huyện Thiệu Hóa phát triển khá mạnh mẽ và mang lại thu nhập cao cho người nông dân, đặc biệt là các con nuôi đặc sản. Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp, làng nghề, thời gian qua, bằng nhiều giải pháp tích cực, huyện Thiệu Hóa đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp lớn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho số đông lao động địa phương. Điển hình là công ty cổ phần May Vạn Hà và công ty trách nhiệm hữu hạn May Thiệu Đô trực thuộc Tổng công ty May 10. Cùng với sự bứt phá và phát triển mạnh mẽ của Tổng công ty May 10, công ty May Thiệu Đô đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Năm 2015, đầu tư trên 200 tỷ đồng để xây dựng mới hệ thống nhà xưởng sản xuất sơ mi Veston, nâng tổng diện tích sản xuất lên gần 13.000 m2, đảm bảo cho trên 2.000 công nhân làm việc trong môi trường an toàn, sạch đẹp, với hệ thống các thiết bị tiên tiến hiện đại. Với sự đầu tư mạnh mẽ và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và công nhân, năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu của công ty May Thiệu Đô đạt trên 6,2 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4,5 triệu đồng một người một tháng. Được phân xưởng của Tổng công ty May 10 về ở địa phương thì chúng tôi cũng nhận thấy được là đã thay đổi được một cái diện mạo của một cái vùng quê, và để thực hiện theo cái của địa phương là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì đã giải quyết được việc làm cho con em của địa phương, kể cả là con em ở trong huyện. Đây là một cái việc làm rất tốt. Nhờ làm tốt việc thu hút đầu tư nên giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Thiệu Hóa luôn giữ mức tăng trưởng khá. Bình quân từ năm 2016 đến nay là gần 16%. Năm 2018 ước đạt gần 1.460 tỷ đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho trên 4.500 lao động với mức thu nhập bình quân hàng tháng là trên 3 triệu đồng. Hiện nay, huyện đã hoàn thành việc lập quy hoạch mở rộng thị trấn Vạn Hà, Hậu Hiền, các thị tứ, trung tâm thương mại, xây dựng kết cấu hạ tầng tại các cụm công nghiệp, phấn đấu đưa mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 34 triệu đồng. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế sẽ tạo ra điểm tựa vững chắc để huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo. Phấn đấu từ nay đến năm 2020, huyện sẽ về đích nông thôn mới.